Rồi, xin chào các bạn học sinh lớp 8. Sắp tới kỳ thi học kỳ 2, kỳ thi cuối năm quyết định đến cái điểm số của chúng ta rồi. Thì hôm nay cô sẽ giới thiệu với các bạn một cái đề kiểm tra học kỳ 2 nữa của môn sinh học 8, để cho chúng ta tham khảo và chúc các em làm bài thật là tốt nha. Để tham khảo thật là nhiều đề thì chúng ta sẽ làm cái phần trắc nghiệm rất là tốt luôn. Câu đầu tiên chúng ta tìm hiểu cái nội dung đầu tiên, đó là phần trắc nghiệm này thì chiếm 4 điểm mà chúng ta sẽ làm trong vòng 15 phút và có nhiều cái nội dung như là khoanh tròn, rồi điền khuyết, nối cột v.v. Câu số 1 đó là hãy khoanh tròn và chữ cái A, B, C, D đứng trước cái phương án trả lời đúng. Ở đây cô sửa lại hoa hết rồi để cho nó dễ nhìn đó. Câu 1, tai là bộ phận tiếp nhận âm thanh thuộc giác quan nào? Cái này hỏi về Hán Việt tí đúng không? Thị giác là mắt này, thính giác là tai này, khứu giác là mũi này, và vị giác là lưỡi này. Đấy, nhưng chúng ta chọn câu B. Câu số 2, vào mùa hanh khô ta thường thấy những cái vảy trắng nhỏ bong ra như phấn ở quần áo là do A, trên da có nhiều tuyến nhờn thì không thể nào bong ra vảy trắng được. B là tầng sừng bị nhiễm khuẩn gây bệnh. Câu C là lớp tế bào ngoài cùng hóa sừng và chết. Và D là lớp tế bào sống, thì đó chính là cái lớp, không phải bị bệnh đâu mà lớp tế bào ngoài cùng hóa sừng và sống. Và mùa hanh khô chúng ta bị mất nhiều nước, da chúng ta khô thì những cái này nó bong ra. Còn mùa hè thì chúng ta tiết ra nhiều cái chất nhờn, da chúng mồ hôi ra nữa, chúng ta ẩm ướt nên chúng ta không thấy những cái vảy này. Câu 3 này là một chút kiến thức liên quan tới vật lý đúng không? Tai người nghe được âm thanh trong cái giới hạn nào? Thì ở đây tai người nghe được âm thanh ở trong giới hạn là từ 20 đến 2000 Hz. Như vậy chúng ta chọn ở đây là câu B. Cái này chúng ta nhớ thôi chứ nó mang tính chất là bất biến, không có thay đổi được. Chúng ta chuyển sang cái câu số 4 này. Đấy, cô chia lại mấy cái câu này để chúng ta tập trung vào cái câu hỏi mà chúng ta đang tìm hiểu đó. Câu số 4 là giai đoạn hấp thu lại cái chất dinh dưỡng nước và cái ion cần thiết của quá trình tạo thành nước tiểu xảy ra ở đâu? Thì xin thưa rằng đó là xảy ra ở ống thận. Còn nang cầu thận là nơi lọc nước, lọc máu này, bóng đái là ống dẫn nước tiểu thì sẽ dẫn nước tiểu xuống bóng đái. Có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy? Thì xin thưa rằng là có 31 đôi dây thần kinh tủy. Còn dây thần kinh não thì có 10, 12. Câu C, câu 6, vùng hiểu tiếng nói và chữ viết nằm ở thùy nào? Thì vùng hiểu tiếng nói và chữ viết thì nằm ở thùy chậm. Đấy. Câu số 2, cái nội dung số 2 chúng ta tìm hiểu đó là chọn từ thích hợp và điền vào chỗ trống. Nhưng mà cái phần này á thì người ta lại không có cho chúng ta cái từ cần điền, mà chúng ta sẽ tự nắm nội dung và chúng ta sẽ tự điền vào cái phần này. Thì não bộ bao gồm các thành phần nào mà tiếp liền với tủy sống? Thì xin thưa rằng với các bạn đó chính là trụ não chính là nơi tiếp liền với tủy sống. Như vậy cái nội dung phần này là hỏi các thành phần của não bộ. Phần mà phát triển nhất của não bộ bao trùm các phần khác đó chính là đại não. Thì ở đây chúng ta thấy là đại não rất là phát triển. Nếu nhìn từ phía trên xuống thì chúng ta chỉ nhìn thấy đại não thôi. Còn nằm giữa trụ não và đại não chính là não trung gian, có vùng đồi thị và vùng dưới đồi. Và cuối cùng phía sau trụ não thì đó chính là tiểu não, trung tâm điều khiển những cái cử động phức tạp của cơ thể. Rồi chúng ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo, đó là ghép cột. Ghép cột thì chúng ta sẽ ghép nội dung của cột A với cột B sao cho nó phù hợp. Ở đây người ta cho chúng ta một cái cột để chúng ta ghép rồi nè. Và ở đây là người ta cho chúng ta này vành tai này, ống tai này, tai ngoài giới hạn với tai giữa này, nước tiểu này, mồ hôi này, CO2 này. Ba cái trên là các cái bộ phận của cơ quan cấu tạo của tai, còn ba cái dưới là cái sản phẩm bài tiết và nhiệm vụ của mình xem thử là cái cơ quan bài tiết của nó là gì. Thì vành tai thì chúng ta biết rồi đúng không, có nhiệm vụ là gì đây? Hứng sóng âm. Như vậy một là cộng với B, và ống tai tiếp theo của vành tai thì nó sẽ hướng sóng âm đi vào phía bên trong. Và tai ngoài giới hạn với tai giữa là bởi màng nhĩ, thì đây chúng ta cộng với G.
còn tai giữa mà giới hạn với tai trong là bởi màng cửa bầu. Nước tiểu thì được bài tiết là qua thận, 4 là cộng C. Mồ hôi thì bài tiết qua gì? Qua da thì cộng E. Và CO2 thì bài tiết qua và phổi thì cộng D. Quá đơn giản, chúng ta làm một tí xíu là chúng ta đã xong cái phần này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tự luận. Cái phần tự luận của đề này như sau. Câu 1: trình bày vai trò của hormone tuyến tụy trong việc điều hòa đường huyết. Riêng cái phần hormone thì nếu mà nói đến vai trò hormone thì hormone tuyến tụy là hay được ra thi nhất. Câu này chiếm 2 điểm. Câu 2: so sánh tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. Thì cũng đơn giản đúng không? Có trong sách giáo khoa chúng ta làm rồi đó. Câu số 3 là em hiểu như thế nào về các tật của mắt, nguyên nhân, cách khắc phục các tật của mắt. Thì bây giờ chúng ta lần lượt trả lời những câu này nha. Câu số 1. Câu này 2 điểm thì ở đây chúng ta có thể trình bày ở dưới dạng là lời, hoặc là chúng ta trình bày bằng sơ đồ cũng được. Thì tế bào đảo tụy có hai loại tế bào, đó là tế bào alpha thì tiết glucagon và tế bào beta thì tiết insulin. Như vậy nếu mà tỷ lệ đường huyết mà nó chiếm là 0,12%, mà nếu nó tăng cao thì nó sẽ kích thích tế bào beta tiết hormone insulin chuyển glucose thành glycogen tích trữ trong gan và cơ. Như vậy chúng ta có thể sử dụng bằng cái sơ đồ, đó là glucose này, đây là ở trong đâu, trong máu này. Thì nếu như glucose này nó lớn hơn 0,12%, cô thì cô lúc nào cũng trình bày sơ đồ này hết, cô cho học sinh trình bày sơ đồ này rất là dễ, thì nó sẽ kích thích gì đây, kích thích tế bào beta tiết hormone của nó, tính là hormone gì, insulin, và chuyển đổi glucose thành gì đây, glycogen. Và glycogen này được tích trữ ở trong gì, gan và trong cơ. Nhưng nếu như lượng đường này nhỏ hơn trong máu mà ít hơn 0,12% thì nó sẽ kích thích tế bào alpha tiết ra hormone của nó, đó là hormone glucagon, và sẽ chuyển glycogen này thành gì, glucose lại ở trong máu. Như vậy là trình bày sơ đồ này chúng ta dễ nhớ rất là nhiều, mà khi chúng ta nhớ được sơ đồ chúng ta cũng trình bày bằng lời rất là đơn giản. Và nhờ sự tác động đối lập của hai loại hormone này mà tỷ lệ đường huyết luôn luôn được duy trì ở mức ổn định ở trong máu, đó là 0,12%. Chúng ta chuyển sang cái câu số 2. Đó là so sánh cái phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. Thì đây có 7 cái tính chất mà chúng ta cần phải so sánh. Thứ nhất, phản xạ không điều kiện là trả lời các kích thích tương ứng hoặc là không tương ứng, không có điều kiện. Nhưng bên này là trả lời những kích thích bất kỳ hay là kích thích là phải có điều kiện. Bên này phản xạ không điều kiện là mang tính chất bẩm sinh, còn phản xạ có điều kiện là được hình thành trong đời sống cá thể. Phản xạ không điều kiện rất là bền vững, còn phản xạ có điều kiện là dễ dàng mất đi khi mà chúng ta không củng cố nữa. Số 4 đó là phản xạ không điều kiện thì nó có tính chất di truyền, mang tính chất chủng loại. Còn phản xạ không điều kiện thì nó không di truyền mà nó mang tính chất là cá thể. Phản xạ không điều kiện thì có số lượng hạn chế, được sinh ra mỗi người có bao nhiêu đó, nhưng phản xạ có điều kiện thì có số lượng không hạn định. Ai mà học được càng nhiều thì cái số phản xạ trong cơ thể càng tăng lên. Phản xạ không điều kiện thì cung phản xạ rất là đơn giản, nhưng mà phản xạ có điều kiện thì phải hình thành cái đường liên hệ tạm thời nối các vùng của vỏ não với nhau thì mới hình thành được cái phản xạ là có điều kiện. Và phản xạ không điều kiện thì trung ương nằm ở trụ não và tủy sống, nhưng phản xạ có điều kiện là trung ương nằm ở vỏ của đại não. Như vậy là chúng ta đã so sánh xong cái tính chất của phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện. Rồi, cô quên bôi đen cái đường viền khi cô kể cho nên nó bị mất, cô phải kể lại này. Thì mắt thì có hai cái tật, đó là cận thị và viễn thị. Như vậy cận thị là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần thôi, còn viễn thị là tật mà mắt lại có khả năng nhìn xa, hoàn toàn đối lập với nhau. Về nguyên nhân thì bẩm sinh là do cầu mắt dài, còn bên này bẩm sinh là do cầu mắt ngắn. Và khi mà già thì thể thủy tinh nó bị lão hóa, còn cái này là do gì? Còn một cái nguyên nhân nữa đó là
không giữ đúng khoảng cách trong vệ sinh học đường. Có nghĩa là chúng ta đọc sách quá gần hoặc là đọc ở nơi có ít ánh sáng, thiếu ánh sáng, mờ thì chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng. Và cách khắc phục là đối với cận thị là chúng ta đeo kính cận, và đối với viễn thị là chúng ta đeo kính lão. Đấy. Như vậy là cái đề ngày hôm nay kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và nhớ like, share, comment ở dưới. Nếu chỗ nào các bạn không hiểu thì cô sẽ giải đáp nha. Chúc các em thi đạt được điểm cao nhất.